Ai là đệ nhất chiến tướng trong lịch sử Trung Hoa? Thật bất ngờ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, thời đại Tam Quốc đã sản sinh ra vô số những anh hùng kiệt xuất, vang danh thiên hạ. Và khi nhắc đến những vị võ tướng được mệnh danh là chiến thần của lịch sử Trung Hoa, không ít người sẽ nhớ ngay đến các tên tuổi như là Bạch Khởi, Lữ Bố, Quan Vũ hay là Nhạc Phi. Tuy nhiên, theo nhận định của các sử gia, thì người xứng danh đệ nhất chiến thần của lịch sử phong kiến Trung Quốc lại không phải ai trong số những tên tuổi nêu trên, mà là một võ tướng vào thời kỳ Nam Bắc Triều, được biết tới với danh hiệu là Bạch Bào Tướng Quân. Danh hiệu này gắn liền với cuộc đời của vị tướng này. Quý vị có đoán ra đó là võ tướng nào trong lịch sử không ạ? Hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Giai thoại về vị võ tướng bị ví như thư sinh trói gà không chặt. Trần Khánh Chi, 484-539, Tự Tử Vân, người Quốc Sơn, Nghĩa Hưng, là tướng lĩnh trước lương trong thời kỳ Nam Bắc Triều. Sinh thời, vị tướng này có tính tình cung kính cẩn thận, sinh hoạt tiết kiệm giản dị, chỉ mặc áo trắng nên mới được người đời gọi là Bạch Hào Tướng Quân. Thuở nhỏ, ông từng là một tùy tùng bên cạnh Tiêu Diễn, người trở thành Lương Vũ Đế của nước Lương sau này. Tương truyền rằng giai đoạn ấy là thời kỳ mà cờ vây vô cùng thịnh hành. Tiêu Diễn cũng vì say mê thú giải trí ấy mà chơi cờ thâu đêm suốt sáng. Có nhiều đêm khi ông còn đang nghiền ngẫm từng nước cờ thì các tùy tùng bên cạnh đều đã ngủ. Duy chỉ có Trần Khánh Chi vẫn luôn thức để chờ mệnh lệnh từ chủ nhân. Tiêu Diễn cũng bởi vậy mà dần cảm mến và trọng dụng người thuộc hạ họ Trần ấy. Vào những năm cuối của triều đại Nam Tề, Đông Hôn Hầu Tiêu Bảo Quyền thi hành nhiều chính sách tàn bạo khiến bách tính phẫn uất, tướng lĩnh thi nhau nổi dậy khắp nơi. Năm 500 sau Công Nguyên, Tiêu Diễn cùng với khởi binh tạo phản, kể từ đó Trần Khánh Chi đã bắt đầu con đường xông pha trận mạc của mình. Tới năm 502, Tiêu Diễn xưng đế, đặt quốc hiệu là Lương, sử cũ thường gọi là Lương Vũ Đế. Trần Khánh Chi được bổ nhiệm chức chủ thư, tới năm 525 thì phong làm tướng quân. Những giai thoại về Trần Khánh Chi vẫn thường miêu tả ông là một người sở hữu ngoại hình nho nhã và không hẳn có thiên phú trên phương diện võ thuật. Tương truyền rằng vị tướng họ Trần ấy tuy là võ tướng cốt cán trong triều nhưng lại sở hữu ngoại hình không khác gì một thư sinh. Ông không giỏi bắn tên, không có khiếu cưỡi ngựa, thế nhưng lại được miêu tả là có tài đàm lược, khéo bày mưu, dụng binh như thần, lại rất được lòng người. Đặc biệt, Trần Khánh Chi có thể coi là một bậc thầy về bày binh bố trận. Cũng bởi vậy mà những trận chiến do ông đích thân chỉ huy đa số đều lấy ít địch nhiều và tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa, vị tướng họ Trần còn rất khéo phủ dụ sĩ tốt, vì thế nên các bộ hạ dưới trướng ông đều tình nguyện bán mạng vì tướng quân, tận tâm tận lực tới lúc chết. Đặc biệt, Trần Khánh Chi không chỉ có sự vũ dũng của nhà binh mà còn có tấm lòng nhân nghĩa không kém các bậc đại trí. Năm xưa, khi trấn thủ phía Đông Nam, ông từng mở kho lương cứu đói cho dân chúng Dự Châu. Nhờ vậy mà người dân nơi đây lập bia ca tụng công đức. Xét về võ lực, có thể Trần Khánh Chi không thể chiếm ưu thế trước những tên tuổi như Lữ Bố, Quan Vũ hay Nhạc Phi. Thế nhưng, yếu tố đặc biệt khiến ông trở thành đệ nhất chiến thần Trung Hoa lại ở tài năng dụng binh như thần cùng nghệ thuật thu phục lòng người và đặc biệt là tinh thần nhân nghĩa. Những trận đánh tốc chiến tốc thắng làm nên tên tuổi của chiến thần Trần Khánh Chi. Nhờ sở hữu thiên phú về khả năng bày binh bố trận, Trần Khánh Chi đã rất thành công khi sử dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng lấy ít địch nhiều. Mặc dù bị miêu tả là vị tướng sở hữu ngoại hình như một thư sinh trói gà không chặt, lại không xuất chúng về cung kiếm hay quyền cước, nhưng Trần Khánh Chi hoàn toàn xứng danh là một chiến thần trên sa trường. Nói tới những thành tựu xuất sắc trong sự nghiệp chinh chiến của vị tướng này, không thể không kể tới những thắng lợi thần tốc trong chiến dịch Bắc Phạt trợ giúp hoàng tộc Ngụy Quốc. Sử cũ ghi lại, năm 528, Bắc Ngụy phát sinh nội loạn, quyền thần Nhĩ Chu Vinh tàn sát hoàng thất, tự lập vua mới để thao túng quyền hành. Một hoàng tộc Ngụy Quốc là Nguyên Hạo đã xuôi nam nhờ cậy nước Lương. Bấy giờ, Lương Vũ Đế Tiêu Diễn phải phái Trần Khánh Chi mang theo 7.000 binh sĩ hộ tống Nguyên Hạo về nước để lấy lại hoàng quyền. Số binh lính này vào lúc bấy giờ không được tính là nhiều. Thế nhưng tài chỉ huy của chiến thần họ Trần đã khiến binh đoàn ấy trở thành nỗi khiếp sợ của bè lũ phản loạn ở Ngụy Quốc.
Trong trận chiến tiêu biểu đầu tiên ở thành Tuy Dương, 7.000 quân binh của Trần Khánh Chi đã đánh bại 70.000 quân địa phương, chỉ vẻn vẹn nửa ngày đã công chiếm thành trì, khiến tướng giặc buộc phải đầu hàng. Chiến thắng này đã giúp Nguyên Hạo xưng đế và Trần Khánh Chi cũng được phong làm đại đô đốc. Cuộc chiến kinh điển tiếp theo diễn ra ở Khảo Thành với số lượng quân địch là 20.000. Tòa thành này còn có vị trí dễ thủ khó công với bốn mặt là nước và phòng ngự kiên cố. Bấy giờ, Trần Khánh Chi đã dùng kế phù thủy trúc lũy, sai quân sĩ ở mặt nước đắp thành lũy. Thành trì rất nhanh đã bị phát 20 vạn quân địch bị đánh cho thảm bại, tướng giặc bị bắt sống. Trong cuộc chiến mang tính quyết định ở thành Huỳnh Dương, vị tướng họ Trần phải đương đầu với 70.000 quân địch trấn thủ và 30.000 quân tiếp viện đang cấp tốc điều tới. Nào ngờ, quân tiếp viện còn chưa tới nơi, thành trì kia đã bị Trần Khánh Chi đánh hạ trong chớp mắt. Sau trận chiến nói trên, quân Ngụy tiếp tục phái tướng Nguyên Thiên Mục xuất lĩnh 200.000 kỵ binh tinh nhuệ tiến đánh. Trần Khánh Chi chẳng những không e dè mà còn chủ động mang 3.000 kỵ binh ra nghênh chiến. Điều nằm ngoài dự liệu là số binh ít ỏi của ông thậm chí đã đánh tan đại quân đông hơn mình gấp 6-7 lần, khiến tướng địch phải hoảng hốt bỏ chạy. Hàng loạt trận tiến công tốc chiến tốc thắng của Trần Khánh Chi đã khiến vua Bắc Ngụy bấy giờ đã sợ hãi tới mức hạ lệnh rời đô. Khi tới kinh đô cũ là Lạc Dương, các binh lính còn lại ở đây đều e sợ trước danh tiếng của vị tướng họ Trần mà chủ động đầu hàng. Với đội quân chỉ vẻn vẹn 7.000 người, chiến dịch Bắc phạt của Trần Khánh Chi trước sau giành chiến thắng tới 47 trận, công phá được 32 thành và vẫn thường được nhắc tới là một kỳ công trong lịch sử thời Nam Bắc Triều. Cuộc chiến tranh giữa nước Lương và Bắc Ngụy là một dấu ấn quan trọng trong cuộc đời cầm quân của Trần Khánh Chi. Một trong những chiến công hiển hách không kém của Trần Khánh Chi phải kể tới việc ông bình định 30.000 quân phản loạn khét tiếng chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng. Bấy giờ, ở vùng Giang, Hoài có yêu tăng tự xưng đế và được thổ hào địa phương ủng hộ, quân phản loạn lên tới 3 vạn người. Trước lúc để Trần Khánh Chi đem quân trấn thủ, chính Lương Vũ Đế cũng phải dặn dò một cách đầy dè chừng. Binh sĩ Giang, Hoài mạnh mẽ, không dễ chống lại, khanh cần có biện pháp chế ngự, không nên giao chiến. Mặc dù triều đình Lương Quốc hết sức e dè lũ phản loạn hiếu chiến và đông đảo này, nhưng Trần Khánh Chi chưa tới 12 ngày đã chém được hai kẻ cầm đầu và đưa thủ cấp của chúng về kinh đô. Chiến thắng thần tốc nói trên đã một lần nữa khẳng định tài năng dụng binh như thần của vị võ tướng họ Trần nức tiếng đương thời ấy. Không ít ý kiến cho rằng Trần Khánh Chi hoàn toàn có thể sánh ngang và thậm chí là vượt mặt tên tuổi của nhiều chiến thần như Lữ Bố, Quan Vũ, Nhạc Phi, Bạch Khởi. Mặc dù có nhiều người cho rằng nếu luận về quyền cước, võ lực hay đơn giản là thể lực, Trần Khánh Chi khó có thể so bì với những tên tuổi nổi danh trong lịch sử như Lữ Bố, Quan Vũ, Bạch Khởi hay Nhạc Phi. Thế nhưng, sự thực là có không ít ý kiến vẫn cho rằng Trần Khánh Chi xứng danh là đệ nhất chiến thần Trung Hoa bởi tài năng của một vị võ tướng không chỉ giới hạn ở những yếu tố nói trên mà còn xét tới tài mưu lược cũng như nhân cách, phẩm chất. Hơn nữa, Trần Khánh Chi xuất thân Hàn Môn vào thời đại thiên hạ chia năm xẻ bảy như giai đoạn Nam Bắc Triều mà có thể làm nên những thành tựu uy chấn bốn phương như vậy, vốn đã được xem là vô cùng hiếm có. Quý vị thân mến, trong lịch sử Trung Hoa, võ tướng tài ba quả là nhiều không đếm xuể, nhưng nhân vật được đánh giá là đệ nhất chiến thần thì chỉ có Trần Khánh Chi, với đội quân vẻn vẹn chỉ có 7.000 người trong công cuộc Bắc phạt đã giành chiến thắng trong 47 trận chiến, công phá 32 thành trì. Tuy nhiên, nếu nói về danh tướng thiên cổ vô nhị, lại chỉ có duy nhất một người. Chiến công hiển hách và nổi tiếng nhất của dũng tướng này chính là công cuộc lật đổ nhà Tần, diệt sạch 20 vạn đại quân vào năm 210 trước Công Nguyên. Vậy đó là nhân vật lịch sử nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của video. Đó chính là Tây Sơn Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hạng Vũ được mệnh danh là danh tướng bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc. Năm 25 tuổi, ông thống lĩnh quân lính chống nhà Tần. Năm 26 tuổi, ông đã xưng danh Tây Sở Bá Vương, tự mình phân định thiên hạ. Chiến công hiển hách và nổi tiếng nhất của Hạng Vũ chính là lật đổ nhà Tần. Cổ nhân có câu, muốn đánh giá một người có thật sự dũng mãnh hay không, phải xem đối thủ của người đó là ai. Sở dĩ Hạng Vũ được xem là danh tướng kỳ tài độc nhất vô nhị trong lịch sử Trung Hoa cũng xuất phát từ tầm vóc đối thủ của ông. Sinh thời, những nhân vật được xem là kỳ phùng địch thủ của Hạng Vũ
chỉ có 3 người. Một là Lưu Bang, kẻ sở hữu trong tay hàng loạt võ tướng tài năng như Hàn Tín, Bành Việt, Trương Lương. Nhân vật thứ hai trong số đó là Vương Ly, cháu nội của một trong tứ đại danh tướng Tần Triều Vương Tiễn. Người còn lại là Trường Hàm, danh tướng khét tiếng cuối thời nhà Tần. Công cuộc phục thù, xưng bá của Hạng Vũ. Nếu buộc phải dùng một câu để miêu tả lại trận chiến năm ấy giữa Tây Sở Bá Vương và quân Tần, thì chắc chắn đó sẽ là một câu ngắn gọn. Trong trận Cự Lộc, Hạng Vũ phong thần. Năm ấy, Hạng Vũ có trong tay vẻn vẹn vài vạn người. Trong số đó, quân đội chủ lực chính là cánh quân mà hậu thế vẫn thường gọi là 8.000 đệ tử Giang Đông. Trong khi đó, cánh quân Sở do Sở Hoài Vương phái đi cứu nước Triệu, do Tống Nghĩa chỉ huy khi đến An Dương thì dừng lại 46 ngày không chịu tiến quân mà sứ giả nước Triệu liên tục tới cáo cấp. Hạng Vũ chỉ là phó tướng, sốt ruột muốn tiến quân nhưng Tống Nghĩa không nghe theo. Nghĩa nói với Hạng Vũ, chúng ta hãy đợi cho quân Tần và quân Triệu quyết chiến một trận rồi sau sẽ liệu. Ông ta nói với Hạng Vũ, nói về chuyện sông sáo ngoài chiến trường thì ta không bằng anh, nhưng nói về mặt bày mưu kế trong màn trướng thì anh không bằng ta được. Ông ta còn hạ lệnh, tướng sĩ nếu ai không phục tùng chỉ huy thì sẽ chém đầu theo quân pháp. Mệnh lệnh đó rõ ràng là nhằm vào Hạng Vũ, khiến Hạng Vũ tức điên người. Tống Nghĩa lại còn sai con là Tống Dương sang làm tướng nước Tề, thân hành tiễn con đến đất Vô Diệm, uống rượu hội họp linh đình. Trời lạnh, mưa to, quân sĩ đều đói rét. Hạng Vũ thương quân sĩ, nghĩ tới trách nhiệm cứu Triệu và muốn báo thù cho chú, bèn quyết định giết Tống Nghĩa để ra quân. Buổi sáng hôm sau, Hạng Vũ lấy cớ vào hầu thượng tướng quân Tống Nghĩa rồi bước ra trướng chặt đầu Nghĩa và ra lệnh trong quân. Tống Nghĩa mưu với Tề, phản lại nước Sở. Sở Vương ra lệnh cho Vũ giết hắn. Đại đa số tướng sĩ là người dưới quyền cũ của Hạng Lương, còn Tống Nghĩa thì không có uy tín gì lớn. Mọi người thấy Hạng Vũ đã giết Tống Nghĩa đều tình nguyện nghe theo sự chỉ huy của Hạng Vũ. Hạng Vũ cử người báo cáo với Sở Hoài Vương về việc giết Tống Nghĩa. Sở Hoài Vương tuy rất không bằng lòng, nhưng cũng đành phong Hạng Vũ làm thượng tướng quân. Các mãnh tướng Anh Bố và Bồ tướng quân đều ở dưới quyền Hạng Vũ. Sau khi giết Tống Nghĩa, Hạng Vũ trở thành người dẫn đầu mọi mặt trận diệt quân Tần. Sau khi giết Tống Nghĩa, Hạng Vũ liền phái Anh Bố và Bồ tướng quân dẫn 2 vạn người làm tiên phong, vượt qua Trường Thủy, cắt đứt đường tải lương của quân Tần và cắt rời liên lạc giữa Trương Hàm với Vương Ly. Sau đó, Hạng Vũ dẫn quân chủ lực vượt sông. Vì muốn sớm tới thành Cự Lộc, Hạng Vũ đã sử dụng một kế sách vang danh ngàn đời có tên là Phá Phủ Trầm Châu, đập nổi dìm thuyền. Theo đó, trong khi mang binh vượt Hoàng Hà, ông đã lệnh cho binh sĩ dìm hết chiến thuyền, đập vỡ nồi niêu, đốt sạch doanh trại. Quân lính khi đó chỉ được phép đem theo lương khô đủ ăn trong 3 ngày. Hành động kỳ lạ này của Hạng Vũ nhằm mục đích nhấn mạnh với tất cả các chiến sĩ trong tay ông rằng trận đánh sắp tới chính là một trận tử chiến không có đường lui, chỉ có thể xông lên giết hết quân địch mới mong sống sót. Nồi niêu đã vỡ, nhiều binh lính không khỏi hoang mang mà kháo nhau. Giờ chúng ta ăn bằng gì đây? Hạng Vũ nói, chúng ta giết sạch quân Tần, đến doanh trại Trường Hàm, dùng nồi niêu của bọn chúng để ăn. Kế sách đập nồi dìm thuyền của Hạng Vũ được khắc họa trong lịch sử như một trong những cách khích lệ sĩ khí tốt nhất. Kế sách liều lĩnh ấy, câu nói ngạo nghễ ấy quả xứng là khí chất, tác phong của bậc bá vương. Trong trận tử chiến tại Cự Lộc, năm ấy, Hạng Vũ quả thực đã dùng số quân ít ỏi trong tay mình để đánh tan 40 vạn đại quân dưới trướng 2 võ tướng bậc nhất Tần Triều. Tây Sở Bá Vương đánh 9 trận thắng cả 9. Ông phá tan quân Tần, cắt đứt đường lương thảo, đánh lui Trường Hàm, bắt sống Vương Ly. Cuối cùng, ông diệt sạch 20 vạn đại quân thuộc nhánh Vương Ly. Chỉ 8 tháng sau, cánh quân của Trường Hàm cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Năm ấy, Hạng Vũ vừa tròn 25 tuổi. Sau khi đại thắng, ông triệu tập tướng lĩnh của các nước chư hầu đến họp ở quân doanh, thì các tướng chỉ huy mấy đạo quân đó quỳ lết tiến vào, không dám ngẩng đầu lên. Tất cả ca ngợi Hạng Vũ. Thần uy của tướng quân thật là từ cổ đến nay chưa từng có. Chúng tôi xin tình nguyện nghe theo sự chỉ huy của tướng quân. Từ đó về sau, trên thực tế, Hạng Vũ trở thành thủ lĩnh của tất cả các cánh quân đánh Tần.
Quý vị thân mến, nhờ những thành tựu ấy, Hạng Vũ trở thành một trong những nhân vật được người đời ngưỡng mộ, đặc biệt là giai thoại chiến tranh giữa Hán và Sở. Còn chiến thần Trần Khánh Chi lại ít người biết đến vì chính sử có ít tài liệu ghi chép về ông. Còn quý vị nghĩ sao về những nhân vật lịch sử này hoặc có những ý kiến đóng góp về chương trình? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị!